Chào cả nhà nhé, chào cả nhà đến với kênh Bóng Đá Hải Phòng nhé. Hôm nay Bóng Đá Hải Phòng sẽ review check in toàn bộ tiến độ giặt cờ tại sân Động Ngoại Chay để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay Hà Nội với Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Hiện tại là các bạn trẻ đã giặt được khoảng hơn 500 chiếc cờ. Này ai bỏ không nắng đâu, ai bỏ mưa nè. Anh em xe máy nhá, lên bắt đầu lên Hà Nội thì đi chậm chậm thôi, tốc độ 5 km/h thôi. Còn đợi cái đội ô tô chứ, chúng mày lên hết thằng nào thằng đấy phóng như một thằng ngộ đấy. Lần nào cũng thế, lần nào cũng bị mất đoàn. Nhưng mà phải đi trong đoàn nó mới đẹp mới vui. Đúng rồi. Cái bọn xe máy lên năm nào nó cũng ngộ như thế. Lên đấy là cái bọn lúc mà cầu Vĩnh Tuy thì hành tráng hùng hồn lắm, anh em đi chậm thôi nhé. Chốc ông mạnh ông nào đấy phóng cắt đoàn hết. Mà lên trên đấy là bọn đấy nó hay chia đoàn mình lắm. Mình không biết nó động nữa đường là anh sao. Chốc nó 12 giờ một giờ đấy, bắt loa đây. Mà mình chửi thẳng sạc, bắt đầu cái bọn xe máy là như thế. Bọn chúng mày ngộ lắm, chúng mày đi, chúng mày bỏ cách đoàn. Mạnh làm gì đấy? Điên nắng một chút. Tao điên với. Ngoái cùng kiểu tự giáo thì có cái cuối cùng làm đấy. Ủa nắng, buồn thế. Thế quá đẹp nhỉ. Lên đi. Lên đi. Chơi tiếp đi. Đừng đón kéo băng đi. Cờ dây đã phí đi. Công cuộc bật cờ tiếp tục rồi. Phải cờ nó sạch nhá. Ông Dương đâu nhỉ? Quán lên bao nhiêu à? Mọi người anh em đeo giấy. Nó giặt rồi, nhớ nhớ. Làm dưới hơi bị khó. Làm kiểu rơi thôi. Một thằng nữa đi cầm cờ, vẫn thiếu người để cầm đi cờ ra phơi. Này, cờ này chưa? Chưa. Sạch cái nào sạch thì nhanh tay lên cái. Không làm bẩn gì, lâu lâu cứ trải qua mấy cái đi. Chạy chiếu chạy đi, tôi chẳng cái này không. Cứ đỏ đi thôi, cứ đỏ nó bẩn đều, nó bẩn cũng đẹp. Được rồi đấy nhà. Tôi đi nước mở ra đây. Thôi đi không đủ người thôi đâu. Thôi đi tới đây. Nhưng mà nước ra, anh em nước thôi. Nước cái chân nước thì phải hai người hai cái chuyện thật đấy. Làm gì anh tay đi em ơi. Tăng ra cá nhân và các trang có hết ra cái tìm ký đi. Quá tuyệt vời. Cái thùng này nó tối nó đỡ có nước, chuyện nó đang nước nó đang vừa đang mở kìa. Làm nhanh nó mới đỡ có nước đâu. Anh em đang rất là nhanh nhẹn để chuẩn bị hoàn tất công việc. Cần người phơi những người cũng có.
Đây cùng cuộc kéo cờ đại đi giặt đây. Này làm sao kéo mình được? Hay nó đẹp, vừa nó đẹp chơi dễ, tráng một chậm thôi, nó cầm nhiều đâu mà phí tiền. Đây, anh Dũng đẹp dài đây. Nhà mình đây, lại nhà mình đây. Rồi thôi, giải thế thôi, giải đâu kia. Cũng mất tiền này rồi, thế là giặt đây đấy. Giặt em ơi, xuống đi. Giải đâu kia, dũng dũng tiểu kia, lôi dần về. Giải đâu kia ra, cho gọi cái xe máy rồi nhá. Đây. Còn tất cả những vật dụng chuẩn bị chiều nay đi hàng đẫy, hàng đẫy đây. Đấy, trống đây. Cờ nhỏ đã được giặt rồi. Giờ giặt cờ đại. Quán này, quán này. Quán nữa, thêm một nhúng đấy xong tí nữa, xong rồi ngay xong. Bây giờ giải ra để nhúng từng đoạn một đấy. Từ từ. Anh ơi, chốc nó nhúng trong ấy thôi. Thì nó cuộn lại nó to. Đúng rồi. Ông già phê nó to không giặt đâu. Không giặt luôn đấy. Giặt từng đoạn một, từng đoạn một, trong một vất lên bên kia. Cuộn lại lên to quá. Cờ dài nhỉ? Vẫn ướt mà. Cờ dài nhỉ? Giặt đây nhúng một từng đoạn một đấy, xong rồi bỏ ra anh em. Mỗi người trải một đoạn. Đây, 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 đây. Cờ dài anh kìa. Chở mưa à? Cờ đấy ra mẫu này đi. Đây đây đây, đây. Cho đầu vào đây em ơi. Ra cờ ra mẫu này đi. Cho bé nó cũng ra mẫu này. Đi ra mà đi. Cờ bé nhanh lên nhé, có thể nhúng cho cờ đó đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ để cả nhà nhiều vào nhúng thẳng đầu vào đây. Xong rồi cho ra. Ồ. Cờ mà không, hiện tại đang giật cờ đại nhé cả nhà nhé. Cuộc giật cờ đại nó khó đấy. Cờ nhỏ thì nó đỡ. Cờ dài thì nó cờ to nó khó. Đội giật cờ bé xong chưa? Anh đang đi mang ra đi. Lắng xuyên qua hiền nhà. Ai mấy ông có băng vừa đây? Không chưa được xong. Chỉ cho hỏi đang cúng thái. Thôi em anh ngồi chưa quá đây. Thôi. Thôi chào tạm biệt cả nhà các quán ai trên xếp nha. Chào hẹn gặp lại. Một mấy ai dưới tập trung rồi một giờ. Chào hẹn gặp lại. Anh cho đây em để qua lấy. Cứ để lại, để ở ngâm luôn cho lại. Nước nào đây? Bây giờ cho bay ra 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 cho bay
đánh đi. Đây, 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 đánh đi em ơi. Kéo. Từ từ nhá. Từ từ này, mâm thêm một ít chỗ này đấy. Đánh không về, mẫu đéo hết rồi, đéo tánh rồi. Đưa dần lên cho anh. Đéo tánh rồi, đéo tánh rồi. Không nghĩ là giải ra ngoài cái nhà xong rồi đôi dần về cổ đi chứ. Đó, thông qua thôi, đâu ai cầm chỗ nhỉ.